Chào các bạn, hôm nay mình lại có dịp lên mái nhà để đánh giá chi tiết một bộ sản phẩm, đó chính là máy năng lượng mặt trời Osaka nha các bạn. Thì hôm nay bên mình lắp một bộ năng lượng mặt trời 160 lít thương hiệu Osaka nha các bạn. Thì dòng máy năng lượng mặt trời Osaka thì bên mình lắp cũng khá là nhiều rồi các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết hơn để khách hàng có nhu cầu tìm hiểu những cái dòng năng lượng mặt trời mang thương hiệu Osaka, thì để biết rõ hơn về cái quy trình lắp đặt hay chất liệu của dòng sản phẩm năng lượng mặt trời Osaka này nha các bạn. Thì để mà nói thì một cái quan trọng nhất vẫn là một cái máy năng lượng mặt trời là bình bảo ôn nha các bạn. Thì một cái máy năng lượng mặt trời bình bảo ôn có độ dày và có giá thành tốt thì nó là quan trọng nhất nha các bạn. Vì trong một cái máy năng lượng mặt trời thì cái bình bảo ôn này nó sẽ là quyết định cái tuổi thọ của dòng sản phẩm nha. Còn cái ống chân không này thì nó sẽ quyết định cái độ làm nóng nhanh hay là làm nóng chậm là do cái ống chân không thu nhiệt này nha. Còn cái thời gian giữ nhiệt các bạn ạ, là lớp form giữ nhiệt nha. Thì ba cái yếu tố này nó sẽ quyết định tới những cái dòng ảnh hưởng đến chất lượng của những dòng sản phẩm này. Từ ở đây các bạn ạ, trước mắt là nhìn sơ bộ ở đây nhá. Ở đây là sẽ có một cái bình phụ này. Thì cái bình phụ này dành cho, ở đây là không có bồn nước cho các bạn, mà trên mái tôn yếu này thì các bạn nhìn thấy ở đây là không có chỗ đặt bồn. Không có chỗ đặt bồn là dẫn tới hiện tượng là nếu mà mình đặt bồn trên này sẽ rất là yếu. Vậy cho nên là ta phải sử dụng bình phụ nha. Bình phụ này thì bắt buộc là phải xài nước máy trực tiếp nha các bạn. Nếu như mà các bạn xài bồn thì không để được trên này, mà xài bình phụ là các bạn phải xài nước máy. Còn nước giếng thì sẽ không thể nào mà dùng được cái bình phụ này nha, vì nó chỉ có dung tích 50 lít thôi. Cho nên là nếu mà dính xuống giếng thì sẽ phải bơm liên tục nha. Rồi, thì tiếp theo là đến bình bảo ôn nha các bạn. Thì bình bảo ôn Osaka có dung tích từ 130 lít cho tới 320 lít nha. Thì bình bảo ôn ruột là E-Lock 304 nha các bạn. Lớp form giữ nhiệt là dày 55 mini nha. Còn lớp vỏ bình là E-Lock 304 nha các bạn. Thì dòng sản phẩm này được bảo hành bình chứa là bảo hành 7 năm nha các bạn. Còn ống thủy tinh chân không này là 10 năm, còn dàn chân là 15 năm. Thì đó, đây là trọn bộ của dòng sản phẩm này. Thì đây là sơ đồ bình bảo ôn nhá. Còn đây là các bạn nhìn thấy những ống thu nhiệt ở đây thì ống thu nhiệt ở đây thì ống thủy tinh tím chân không 5 lớp nha các bạn. 5 lớp này, lớp ngoài và lớp trong và lớp chống bám cặn và lớp làm nóng và lớp truyền nhiệt nhá. Tổng cộng có 5 lớp. Thì tùy theo những cái dung tích, ví dụ như dung tích 120 lít, 130 lít thì nó có 12 ống thôi. Nhưng các bạn nhìn thấy ở đây nó là 160 lít thì nó sẽ có nhiều ống thủy hơn, và một là 15 ống thủy tinh chân không thu nhiệt nha các bạn. Rồi. Thì ở bên này thì các bạn nhìn thấy dàn chân này không ạ? Đây là dàn chân bản của máy năng lượng mặt trời Osaka nha các bạn. Thì các bạn thấy ở đây là chân bản sử dụng E-Lock 201 nha các bạn. Các bạn nhìn thấy E-Lock rất là sáng bóng, thiết kế là cứng cáp. Thì các bạn để trên mái tôn nhé. Các bạn nhìn thấy không? Ở trên mái tôn dốc mà bên mình đang bơm nước vào thì nó sẽ rất là cứng cáp nha. Đó. Thì dàn chân có đầy đủ của các thanh răng chéo, các bạn nhìn thấy ở quanh đây này. Rất đầy đủ những cái thanh răng chéo này giúp cái tuổi thọ của đỡ quả bồn thì nó lúc nào cũng chịu được nhiệt tốt nha. Đó, đây là những cái yếu tố để tạo lên một bộ năng lượng mặt trời nha. Thì đây là cái bình phụ Osaka 50 lít nha các bạn. Bình phụ này sử dụng nước máy thì sử dụng phao cơ trực tiếp nha. Thì phao cơ trực tiếp ở đây thì các bạn nhìn thấy ở đây là thương hiệu Osaka luôn. Khi các bạn sử dụng cái bình phụ Osaka này này thì các bạn nhìn thấy nhá, nó sẽ có cái thanh chịu lực này này. Đó, nó giữ cái bình lại để cho cái bình nó không bị tuột lâu ngày, nó chắc chắn nhá. Còn các bạn xài cái bình phụ bình thường ấy thì là nó không có cái này đâu nha, mà nó không có thương hiệu Osaka này. Vì thế cho nên là các bạn chọn cái loại bình phụ phù hợp chốt lượng nhất mà các bạn để sử dụng nha. Thực ra là nó không chênh lệch với cái bồn phụ bình thường bao nhiêu cả. Thì giả dụ như cái bình phụ này thì đâu đó nó khoảng hơn 800 ngàn. Cái máy năng lượng mặt trời là tầm trên dưới 6 triệu là các bạn có thể có một bộ rồi nha. Và tiếp theo nhá, thì tiếp theo về phần cấp nước này. Cấp nước các bạn nhìn thấy nhá, thì ở nước ở đây này nó sẽ bơm vào
trong phía đây, trong đây sẽ có một quả phao. Cái phao này sẽ đóng lại khi nước đầy thì nước từ đây đi, sẽ đi vào đây. Các bạn nhìn thấy ở đây không ạ? Nó sẽ đi vào đây, đi vào đây. Ở đây thì bắt buộc là phải có van một chiều nha. Thì van một chiều mục đích là dành cho cái nước nóng ấy nó không hồi lên cái bình phụ này nha. Cho nên ở đây chúng ta phải gắn van một chiều. Bắt buộc gắn van chiều có mũi tên đi vào. Đó, sử dụng van một chiều 27, đầu tiên là 25 nha. Rồi. Các bạn nhìn thấy ở đây không ạ? Đây có một ống. Đây có một ống thì nó chính là ống hơi nha các bạn. Ống hơi là dành cho trường hợp nhà nào mà xài ít các bạn ạ, nước nó nóng quá nó xả khí để không gây ách tắc ở trong bình chứa, xả khí giúp tuổi thọ bền bỉ hơn nhá, bền bỉ hơn cái dòng sản phẩm. Đây các bạn chú ý là phải ống hơi là phải cao hơn bình phụ nha. Đó thì đây là sơ đồ nước cấp và đây là ống hơi. Và tiếp theo là sang tới bên kia. Đây. Thì bên này thì các bạn nhìn thấy là ống nước ra, cấp nước ra nhá. Cấp nước ra thì chỉ có một lỗ 25 thôi. Bên này ấy các bạn khi để ý các bạn phải gắn một cái van một chiều ở đây thì khi mà nước nó lên nó sẽ không bị tràn nước nha. Thì nhiều hiện tượng là cứ mở ở dưới mở vòi sen ra mà nó có tràn nước trên ống hơi ấy thì là do nguyên nhân là cái van một chiều nha. Cũng có thể nhiều nhà khách hàng gắn rồi mà nó vẫn còn tràn ra, nhưng do van một chiều này bị hư, chúng ta phải sửa chữa thay thế định kỳ. Ví dụ như 235 chúng ta thay thế một lần đi. Đây là linh kiện mua ngoài, không phải linh kiện đi theo máy. Thì cho nên là chúng ta phải để ý những cái này để tránh cái hiện tượng tràn nước và hao tốn tiền nước của các bạn nha. Thì khi nắp ra đây thì sẽ có một van khóa tổng ở đây này để chặn lại nha. Đó. Thì như vậy thì mình đã nói sơ qua về cái kỹ thuật nắp đặt cũng như là